Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy để chiếc LG V40 bị rơi vỡ màn hình đang chờ thay mới màn hình tại di động cao cấp.vn. Cũng giống như tất cả các mẫu điện thoại khác của nhà LG thì V40 luôn có sẵn màn hình cảm ứng tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng trên LG V40 lỗi hỏng cần địa chỉ thay mới, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn muốn thay màn cho LG V40, quý vị các bạn đặt hàng, chúng tôi ship đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn, dịch vụ sửa chữa các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên LG V40, quý vị các bạn liên hệ trực tiếp kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.